Thằng Hà đi rước bà cố. Ủa dầu đâu vậy vậy bà? Cho mượn. Cho mượn. Lên rồi. À, mấy ngày hỏi thăm con bé. À, gia đình cho nhà cho bà chị ba cho mốt gả khác. À, trời cảm ơn con đau nhiều lắm. Mới gửi xong con bà dạ. Ba con mắc giữ cháu nội. Ba con đó hả? Ba con hả? Dạ. Ba Sơn hả? Dạ. Về chưa? Chơi chút. Rồi. Dạ, trời ơi, con bà thấy hàng quá rồi. Gửi lại thăm gia đình khỏe không? Dạ. Ai đây? Dạ, Thành. Dạ, Thành. Dạ, Thành. Dạ, Thành. Gia đình khỏe hả con? Hôm nay buôn giữ cháu nội rồi không có qua đây được. Hỏi cháu nội rồi nữa. Mày khỏe không mày? Dạ con Sơn. Dạ. Bữa nay mình ghé nhà má ba chơi ha, rước mày. Hả? Anh ba đâu về á? Dạ hả? Rước mày hả? Dạ, lên chơi ngoại xíu rồi rước mày về. Em đi với mẹ với Xiến. Dạ. Ăn sáng cho anh. Rồi. Qua nay luôn đó trời mà. Ngoại hả? Nôn về hả? Trước chơi đầu có mình không có nhẹ hả? Nghe lên lên bụng mừng nó động cho mấy cái đó đi. Qua nay luôn quá trời. Nôn về hả? Nghe đang. Dạ. Dạ. Có xách đồ cho ăn sáng hả em? Qua nói đẹp quá. Trời ơi. Đi ăn rồi ra tới nhà ta tới Phất Ti ăn sáng rồi hả con? Ừ, chi đi. Không. Xuống ăn sáng đi. Lạ hả? Qua hả con? Ở đây 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 mắt em không? Bắt cái đèn lên cho tỏ cho nó quay. Để cho mắt em. Mấy bữa nay ngoại có đi đâu chơi không? Mấy bữa nay gần đây có đi đâu không? Hả? Không đi. Cửa nữa. Dạ. Ở đây được mấy ngày? Lên đây ở đây 9 ngày. 9 ngày. Cậu 7 7 ngày. Dạ, 7 ngày hả? Vì ba có ở với ngoại từng luôn không đi đâu hả? Anh em á. Thằng nhóc nó ở bệnh của mình mà nó còn phải đi làm chứ phải có vợ nó ở nhà thì hả mà ở nhà chứ như sáng nhắc đi làm rồi trưa con Phượng về thì được được rồi trưa nữa là nhắc nó về thì được cũng như nhắc nó trưởng thành còn này hả sáng này hả thằng nhắc nó phải sửa sẵn cho má xong rồi nó đi rồi trưa nó phải đặt về cơm nước cho má nói chứ cũng phải lo cho má chứ mà hả nó mình nó thì nó ăn gì cũng được hay nó ăn tô mì cũng được không có má nó phải lo lắng với hơn nữa nó bỏ má từ sáng tới trưa nó không thích má ở nhà có té có nhị cơ vô cho thêm tao đi đâu té tao ngồi tại đây mày má nói bụng thì sao má đi lấy đồ ăn còn ơn con có đứa này đứa kia đem tới chỗ là không có phải tới chỗ là không có vắng mặt đâu nhà là không vắng mặt ai hết còn này mấy ăn ấy thì để trong giấy đó rồi để canh má nói à, nhà của con má không biết chứ nhà má biết mà không có mà đó anh đi đâu té tao ngồi tại đây thì sao té nay chỉ rồi xe dạ dạ xe xe hỏi xe ba đâu cái nó đi chỉ từng chiếc đúng ba chiếc á à. Dạ nhớ ba chị ba dạ ăn đi tới đâu cũng phá quạt ra hết á qua dạy về ngày nào vậy vậy hả bữa nào cũng đưa nhỏ đi học thảo á để ghé để đi ngày hai mươi giác nè tháng hai mươi giác từ hôm tết này nghỉ luôn đâu có làm tên nên bà con bây giờ y như thảo đi học ngoài nước hả chị ở Tân Anh yeah, ở trường này cưng con bây giờ cũng như mấy nhỏ con mình bây giờ nghèo cái ta không dám bước tới còn hãy giàu ta không thèm mày giờ thẹ thợ của mày lưng chừng giờ thằng Bình nó đâu dám kêu nó nên kêu năm mạnh ngày 400 sao anh năm không bằng tội nghiệp anh năm quá ta nói mày ở giá đi cũng như là mấy nhỏ ba thằng nếu mà qua mình hồ nó biết làm nhiều rồi đó cô nó giỏi hơn đi nó giỏi hả mà cái cu ly mà không có
ý em nói làm thợ xây được không hay không là trộn hồ đồ trộn hồ hay là làm chuyện tóc rồi nó làm nổi hơn ai biết thằng kia đâu dám kêu thằng kia nó nói cho nên mày y như con nhà giàu vậy. Giàu quá người ta không thèm mà nghèo người ta không nghèo người ta không ta thèm còn giàu người ta sợ mày giả giá người ta sợ giàu ta chê giàu ta chê giàu ta còn giàu nữa người ta chê mày mẹ giá người giờ kêu cu ly đâu dám trả tiền cu ly trả tiền ngày 400 mà không dám ngoài ở đây chơi đã chưa chơi đã chưa về chơi mà chơi đã chưa ở lại chơi thêm mấy ngày nữa ha hôm qua cả về nghe bà đến nôn về nôn nữa rồi chính rồi ba cô bà nói gì rồi ngoại nói không mà nói về là vậy về là dạ ông bà rủ về là không về không ta ở hai ngày nữa ông bà nói dạ con sẽ không nè mẹ đi đâu phải về gì không sao không kêu gì ba dẫn đi đánh bài tứ sắc đó hồi đó không cho chơi giờ chơi đâu đâu chơi được kêu con ở nhà má nằm nhà con đi chơi đi con cho thấy tật ra cười nói chuyện rồi bài tầm sàn đi cái chết là cười cười té ao cái chết không không nổi cái đám này thôi nghe gì ghét cậu bảy không dạ dạ không dạ dạ ba tài nói trời ơi thứ mười ơi nay nó mắc thứ mười quá trời ngoại ta nên ráng nó mắc dài bữa nữa thì thật ra nay từng đâu có ra ruộng cỏ quá hả mắc thứ mười quá trời là nó để tôi đi để im đi có rác nó mắc còn ngoài về đi thì tao tao cài ít bữa hết vậy ở đây thì không dám ra ruộng luôn hả dạ đâu có dám đó thì em nói vậy đấy là nhắc nằm ở nằm giống này chị nằm giống này vậy đó hai cái giọng đó ở nhà tối ngày buồn hiu ngồi em trước buồn qua vợ em ấy nằm nói gì năm đời rồi đều bốn chuyện thôi tao đi về thì bà kiếm bà té em cầm kiếm không dám đi vậy đi chơi đâu có vui ở bữa hai bữa thôi về ở mười bữa mà ai cũng ngán ngán ở bên ở em mới mới em lâu được được xiên đâu rồi dạ đằng đây nè đút cháo đút cơm cho sân hàng đút cháo em được có đứa này kia với ra vô có cái giọng cái rồi cái thân biết sao cái út khăm ra cái tụi nó về vậy ra rồi cái đỡ không có đếm ngày qua về hai ở hai ngày là dữ tợn lắm mà được hai ngày vậy bà coi lại mấy cái video cũ của ngoại hai năm trước khác hẳn ha hai năm trước là ngoại te ngoại làm giỏi cái hình mà đám hỏi xin ca thì tới mẹ lục ra mà gặp con anh Bông nó trời trăm măng bà cứ thương bì vậy bà nó không thương bà sao lại không thương mà tại buồn quá ông nói buồn quá thầy có cháu cố rồi xin ca chưa đi về nói chị rồi có anh xin ca tới vui vui vậy đi tụi nó không có tới nhà nó tới làm chi người ta công chuyện tới làm chi trời ơi, dòng mình tao lên nói vậy mà ra tới người ta hỏi gì dạ nó không có ghé, nó đâu có hai bãi lên chị đâu có dạ chị đâu có lên kia anh Thống hôm nay về không vậy dạ? Không, có bữa nó đưa con nó về dạ nó xách xe về, về đó tới nay nó đi ấy rồi đi nước ngoài nữa hả? Nó đi cái gì? Nước ngoài hả? Thái, Thái Lan thì đi dạ. Nước ngoài, đi nước ngoài Thái Lan công việc không đi suốt ngày ha tiếng ông Thái Lan mà Thái Lan nó nói gì đâu không mà sao mày biết được mà đi qua đó không nó thì mình tiếp xúc những người biết tiếng mình thôi mình Thái Lan có người Việt có người Việt có thông Việt nó đi chắc hai tháng hả đi không tài chắc cũng được ba tuần đưa con về đây làm gì đi luôn vậy ba bản cầu trái quá trời luôn vậy ba trái quá chừng trái luôn ha sung thấy sợ ha anh bà có chòi lá kế bên cái ao nước lý tưởng ha mấy lần trước mình ghé đây mình ăn đám giỗ cả nhà nhớ không nhà dì ba nè mà cầu trái quá chừng mấy chú ép ủa mới lắp cái ao hả anh bà chuẩn bị mở quán sân vườn á nhậu sân vườn không mà có mình nhậu không trời lá sân vườn đó lắp cái rộng ghê bữa đây có bụi chuối ngoài mới rộng ngoài hết nhiêu tiền lắp vậy anh có 20 à ủa rẻ vậy hả ao lớn lắm mà ở ngoài vô ở ngoài cuốc vô lấy qua cái bên kia lắp qua dạ vậy là công không à chứ không phải mua đất
rộng quá chừng ha. Đây mấy bụi chuối chuối hộp ha, to quá trời. Ra ngoài cắt mấy cái chồi được không? Hôm nay á hả? Trời ơi, cái này ông minh mông. Cái chồi thum thum rồi đó. Dạ. Ở bên kia có ai anh bà? Có anh đó. Có anh luôn hả? Rộng quá ha. Có nuôi cá gì không anh? Có thả cá dồ bém. Cá gì? Dồ bém. Dồ hả? Nó giống cá ra vậy nhưng mà nó không có ngon cá ra. Dạ. Cái này hồi trước dì ba nuôi vịt ở đây, giờ lấp rồi. Hồi trước ở đây cây mình bát quá trời luôn nè. Ở đây lắp là định cất gì? Tính cất cái chòi nhà ngói đây nè. Dạ. Có làm ăn thì cất ngoài chòi này kia nữa, còn không làm cất chòi ngói này. Dạ. Chỗ đó là chỗ trong đá đó. Dạ. Đây dì ba là đầu bếp xịn mà mở quán nhậu rồi à. Nhà sợ dì ba làm không nổi. Nay cũng ít nuôi gà vịt ha. Giải tán hết rồi. Bữa rồi bao nhiêu cá thì chỉ cá kìa anh Hòa, lắp cái ao đây đất rộng quá chừng em. Ừ, cái ao nhỏ không có mấy cái ao. Ôi, rộng quá hả? Sơ Hà chạy đâu? Ừ, lên đây con, lên lên đây chạy. Mới lắp thì gì đâu? Ừ. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Nói gì vậy? Mẹ đâu? Ừ, mẹ ở đâu? Mẹ đâu Sơn Hà? Ừ. Trái dừa kìa, trái dừa rớt xuống đầu kìa. Ừ. Nổi đâu? Nổi đâu? Nổi đâu? Nổi đâu? Nay nó chịu nói lắm nè Xuyến. Nó hỏi mẹ đâu? Mẹ đâu? Coi chừng té. Ừ, đi lên. Ủa, hỏi em có đi Tân Gia không? Ờ, nhà, dạ nhà cậu Tám mà không mẹ đi à anh. Dạ. Hi hi. Chui vô lần không? Chui vô. Chui vô, chui vô. Chui vô có lần không? Chưa vô chơi bác đi. Chưa vô đây bác. Chưa vô phải leo trèo lắm. Chưa vô. Để chưa vô năm nè. Chưa vô bác ẩm. Lên võng. Chưa vô đây chơi điện thoại nè. Chơi điện thoại nè. Chưa vô đây. Chưa vô bước. Chưa vô. Ngát quá. Bước vô. Bước vô đây. Lúc nào có nào cho điện thoại chơi nè. Con chưa vô đi. Đây. Ủa được 2 tuổi chưa? Dạ gần 2 tuổi rồi anh. À. Ừ. Sao? Ba. Con mới cắt tóc quá hả? Khoe ba, chỉ cái đầu. Tóc đẹp quá ta. Ba. Tóc rửa lưỡi. Mốt chơi đừng đâu. Đừng có ra nhạc sinh. Ngầu dữ nữa. Nhạc sinh. Đâu có giá để cái đuôi rùa nữa, thầy luôn á. Chui vô đây con, chui vô đó chơi. Đây. Nó leo dữ lắm, leo trèo như con khỉ vậy đó. Vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây. Có làm cho mượn chơi nè. Vô đây. Nó xong rồi em. Nhà gì đâu mà khách tới nhà không có mần gà, vịt. Không gà, không vịt hả? Nếu mỗi lần lên đây là má ba là kêu mần gà, mần vịt ăn mà cản á. Hôm nay anh rước ngoại về sớm, ngoại đang chờ. Về đi kiếm gà mà ăn nó cháo ăn về. Dạ. Giờ em còn về ăn Tân Gia với quê nữa. Vậy hả? Dạ.
hàng xóm của anh Phú á, anh phải không, anh Phú thời cận á, nó suốt ngày chạy vậy đó, bây giờ không lớn nổi. Để tôi lạnh tôi mới sinh ra, sinh ra. Sinh ra nó trụng cái nó hết. Trụng. Ở đây đây trồng rau nhiều quá vậy bác. Qua màu quá trời luôn. Mà như dây leo nó chưa leo mà. Thấy người ta mới làm lại mấy cái sào mới để cho dây mướp rồi đó. Dạ. Công hái thì lựa hết nhiêu tiền rồi. Dạ. Rồi vậy thôi đưa nó ngoại về, ngoại nằm chơi ra. Ba phải cho chị trụng có nắm lắc đi. Để ăn đi chị. Thôi, nhiều quá ăn hết. Bên bả nè. Ăn cái bên này. Anh bà nói không mần gà mần vịt gì đó, nói trời ơi tại vì cản á, chứ lên đây lần nào má ba cũng rồi. Thôi em không ăn. Con không ăn, con không ăn, nóng lắm. Dạ. Ăn đi, ăn đi. Em ăn đi. Không ăn hả? Ở đây là tẩm mua gì. Không ăn để con đi. Em quá trời không dám tặng. Dạ, hả, chị thèm lắm, chị dám chịu được. Dạ. À, vì ba pha nước uống á, nó nghe mùi đây, nó đỡ ăn nhiều. Vậy con, mẹ đây cầm, mẹ đây cầm. Mẹ đây giếp ăn vậy. Ngoài trời rồi hả mẹ? Trời kìa. Đó, nằm vậy đó, quay lên đó. Đi xe. Đơn nữa. Trời ơi, đi lên đó nó nguy hiểm nữa. Ở ngoài ngủ rồi. Dạ. Về chứ ngoại. Cái này có nghe sao? Đi về ngoại về. Dạ. Làm sao đổi món bảo hiểm nữa, đi chơi đổi món bảo hiểm. Lấy ra hả? Dạ, lấy ra, lấy ra. Đồ nghề của ngoại mà. Dạ, ngoại xuống này không? Chị ra chị rồi đang cái đó. Dạ, đi ha, dạ. Đi ngoại, ngoại kêu về để trời mưa nè. Mới sáng sớm mà. Vậy đó, đồ nghề đó. Dạ, rồi để con xách ra. Đi xe du lịch mà đổi nó bảo hiểm xe dằn trời. Trời ơi. Trời ơi. Tại vì khi muốn đi là đi mẹ nè. Dạ. Rồi đi. Rồi vậy đi ha. Đi. Dạ ngoài uống mấy nước đi. Uống đi mẹ. Đây nè. Trời ơi vậy mà đổi nó bảo hiểm nằm nở giàu. Cười. Ngày qua buồn nằm suốt ngày rồi. Dạ. Tới giờ đi rồi đó. Không có hẹn con là kêu cô bãi vô liền rồi. Dạ. Nôn đi lắm mà không? Nôn gì hôm nay có bụng đi rồi, đêm nay tôi cứ ca giọng cổ. Thế nào là mai về đó. Dạ. Vui vui trong bụng. Bỏ chị nữa. Mai về nữa cô. Rồi, mai về khỏe không? Ê. Mai mốt con về. Ê, dạ. Ở đây kêu gì mà. Ê, ở đây kêu nhỏ rồi. Dẫu vô mọi dưới á. Mẹ. Dẫu vô con. Ừ, thì ba sách giùm. Dạ, dẫu vô ngoài nè. Trời ơi, vậy mà bà để đây cái đâm. Có này, có này càng nhau. Vô phải thiệt cảm không? Vậy làm thôi, không có giật mà. Trời ơi. Rồi. Rồi, bá ba về nghe. Bá ba, để cô chú nghe. Rồi, rồi. Ủa, tắt quạt chưa xin ạ? Thôi, được rồi, về đến rồi, chờ. Quạt chưa xin ạ? Quạt đi, tắt quạt đi về con. Lẹ đi con, tắt quạt đi con. Mày bóp tới đám dỗ nhiều ba năm sau nhà lớn nhỏ. Dạ. Lên chơi đó. Dạ rồi, đám dỗ con lên. Dạ. Ừ, nhỏ xíu cũng lên. Dạ. Còn lớn thì càng tốt. Năm là trùng nhân hả? Rồi, cho ngoại vô nghe. À. Hôm nay mình rước ngoại về rồi, cả nhà mình sẽ gặp ngoại ở nhà nói việc nha. Rồi, tạm biệt cô chú nha. Chị và cô. Sẽ nghe, bye bye cô chú, sẽ nghe. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Rồi, tạm biệt cô chú, bye bye. Chứ hơn nhiều. Không ta đi mỗi đếp chết. Rồi. Không đi đâu, con chở đi nha. Dòng nó lén nghe, mỗi đếp chết. Dạ, nó lén nghe không? Nghe. Mốt đi lên cầu bãi nó đưa đi nha. Mốt lên cầu bãi con chở đi luôn nha. Mốt đi lên cầu bãi Sơn đưa đi nha. Bây giờ rảy chi vậy? Cậu bãi bây giờ. Mình cậu bãi. Rồi tay kia. Tay này. Tay này. Ê, hay quá, ok cứu. Rồi. Thôi đừng có ra đó. Ở ngoại về vui không? Ngoại về nhà vui không?